Xin chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tiếng Tin Tức. Ngày nay, kênh Tiếng Tin Tức sẽ gửi đến quý vị khán giả một bài viết về bí thư Thành ủy trước đây của thành phố Hồ Chí Minh là ông Đinh La Hăng. Bài viết được mang tên Đinh La Hăng dính líu đến bao nhiêu vụ án. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi chi tiết bài viết này. Ông Đinh La Hăng bị tuyên 30 năm tù trong hai vụ án ở Ocean, dự án nhiệt điện Thái Bình 2 và ngày 14 tháng 12 bị đưa ra xét xử vì sai phạm liên quan cao tốc trung lương thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng, ông Đinh La Hăng đang dính líu tới 4 vụ án. Dự án thứ nhất chỉ định thầu dự án nhiệt điện Thái Bình 2. Tội danh của ông trong dự án này là cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi cụ thể của ông là chỉ đạo ký hợp đồng trái pháp luật với PVC sử dụng tiền sai mục đích. Trong dự án trên, ông Đinh La Hăng đã gây thiệt hại hơn 119 tỷ đồng. Với thiệt hại và hành vi nêu trên, thì mức án được tuyên cho sai phạm này là 13 năm tù và mức bồi thường thiệt hại là 30 tỷ đồng. Dự án thứ hai, ông Đinh La Hăng dính líu vào là góp vốn trái luật vào Ocebank. Tội danh trong dự án này là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi là ông Đinh La Hăng đã vượt quyền ký thỏa thuận góp vốn gây thiệt hại trên 800 tỷ đồng. Mức án tù được tuyên cho vụ án này là 18 năm tù và mức bồi thường thiệt hại là 600 tỷ đồng. Vụ án thứ ba có liên quan tới ông Đinh La Hăng là bán quyền thu phí cao tốc trung lương thành phố Hồ Chí Minh. Tội danh bị kết trong vụ án này là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hành vi ông đã vi phạm trong vụ án trên là chỉ đạo bán quyền thu phí trái quy định và gây thiệt hại hơn 725 tỷ đồng. Mức án bị truy tố ở khung từ 10 đến 20 năm tù. Vụ án cuối cùng ông Đinh La Hăng có dính dáng tới là chỉ định thầu dự án Ethanol Phú Thọ. Tội danh được quy kết trong vụ án trên là vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của ông trong dự án trên là chỉ đạo nhà thầu trái quy định của pháp luật. Với những hành vi trên, ông Đinh La Hăng đã gây thiệt hại hơn 540 tỷ đồng và bị truy tố ở khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Với việc dính dáng tới 4 vụ án nêu trên, ông Đinh La Hăng đã gây thiệt hại cho nhà nước tổng cộng hơn 2.184 tỷ đồng và mức án truy tố cao nhất đối với ông Đinh La Hăng là 20 năm tù nếu không có hình phạt gộp và mức bồi thường thiệt hại tổng cộng của ông Đinh La Hăng phải bồi thường là 630 tỷ đồng. Như vậy, ông Đinh La Hăng đã dính dáng tới tổng cộng là 4 vụ án gây ra hậu quả rất nặng nề cho nhà nước Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào.